Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Lộc Phát. Theo nhân tướng học, đôi tai là một trong những bộ phận quan trọng xuất hiện trên khuôn mặt của mỗi người. Thông qua vị trí hình dáng của đôi tai, bạn có thể dự đoán được vận mệnh tương lai khi còn nhỏ. Xem tướng tai thì cần quan sát đầy đủ các yếu tố cần thiết. Tai là cơ quan thính giác, nhiệm vụ là tiếp nhận âm thanh, lời thiện, lời ác của người khác đều qua tai mà truyền đến não. Tai thông qua đến thận, chủ quản thận, ảnh hưởng chi phối tim. Theo nhân tướng học, tai là một bộ phận có vị trí đặc biệt quan trọng trong ngũ quan trên gương mặt. Xem tướng tai chính là dựa vào việc quan sát vị trí của đôi tai, hình dáng và màu sắc để nhận biết được vận thế khi còn nhỏ. Trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình, tính tình, sự nghiệp, tình duyên hôn nhân hay kết cục cuộc đời. Vì vậy, nhân tướng học về tai được ví như một cuốn nhật ký của cuộc đời trung thực nhất, ghi lại toàn bộ cuộc đời của một con người, nên người ta có thể dựa vào đó để đoán được tính cách rất chính xác. Xem tướng tai cần quan sát đầy đủ các yếu tố như vị trí đôi tai, kích thước tai, đường nét, dài tai mới có kết quả chính xác được. Mỗi người sinh ra sở hữu cho mình tướng tai khác nhau, không ai giống nhau. Tướng tai không chỉ góp phần tạo nên đường nét tổng thể trên khuôn mặt, nó còn đem lại vận khí may mắn cho người sở hữu. Dựa vào đặc điểm hình dáng của tai mà bạn có thể đoán được phần nào tính cách, vận mệnh của một người. Từ tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, hôm nay Phong thủy Lộc Phát sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn tướng tai rơi đàn ông phụ nữ nói lên điều gì, tướng tai rơi có đặc điểm như thế nào, xem tướng nam và phụ nữ sở hữu tướng tai rơi nói lên điều gì về tính cách và vận mệnh. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung video ngay sau đây để biết thêm chi tiết. Tổng quan xem bói tướng người qua đôi tai. Xem tướng tai qua vị trí của đôi tai. Trong nhân tướng học, đôi tai, vị trí tai được xác định căn cứ vào độ cao thấp so với đôi mắt. Mỗi vị trí sẽ có những tiêu chuẩn nhất định. Tướng tai cao, điểm tai cao nhất trên vành tai cao hơn so với mắt. Tướng tai thấp, điểm cao nhất trên vành tai thấp hơn so với mắt. Những người có tướng tai cao hơn so với mắt hay tướng tai cao hơn lông mày được đánh giá là người học rộng, biết nhiều, có khả năng sáng tạo vượt trội. Ngay từ khi còn nhỏ, người này đã được gia đình giáo dục, bồi dưỡng rất chu đáo, có quý nhân chỉ bảo giúp đỡ nên thành công từ sớm. Bên cạnh đó, người có tướng tai cao hơn mắt dễ thành đạt và có được nhiều vị trí cao trong xã hội. Xem tướng tai qua kích thước của tai. Kích thước tai nhỏ, tức là bé, của đôi tai cũng là một căn cứ quan trọng trong nhân tướng học để phán đoán về một con người. Xem tướng tai qua đường nét của tai. Mỗi đường nét trên tai cũng có thể nói lên tính cách của con người. Ví dụ đường nét của đôi tai rõ ràng thì người này thông minh, năng động, tỉnh táo. Ngược lại, có đường nét trên đôi tai mờ nhạt thì đồng nghĩa tính tình, trí tuệ, chậm chạp hay thay đổi nên không được mọi người tín nhiệm. Nhưng ưu điểm của người này là rất thành thực và làm việc kiên trì. Xem tướng tai qua dài tai, người ta vẫn nói phúc lộc trong đời của mỗi người được thể hiện rõ nhất trên dài tai. Vì thế, xem tướng dài tai có thể đoán được về phúc phận, tiền tài của một người. Người không có dài tai thường không được hưởng phúc lộc. Những gì họ có được thì hoàn toàn dựa vào sự phấn đấu và nỗ lực của bản thân. Không có quý nhân phù hộ nên thiệt thòi trong cuộc sống. Và đặc biệt trong thời gian này, thầy Sơ Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề tử vi, phong thủy, tướng số và các vấn đề tâm linh mà quý vị đang gặp phải. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới đội ngũ trợ lý của thầy Sơ Cát. Đội ngũ trợ lý sẽ xếp lịch cho quý vị được gặp thầy trong thời gian sớm nhất. Xem tướng tai qua lỗ tai. Theo nhân tướng học, lỗ tai của những người có lỗ tai rộng và sâu là những người rất thông minh, tinh tế, có trách nhiệm với công việc mình đang làm nên thường được đánh giá cao. Xem tướng lỗ tai to, rộng và sâu là những người cả đời không lo về tiền bạc, có quý nhân phù trợ, sự nghiệp thì thuận buồm xuôi gió, họ luôn biết cách may mắn nắm bắt cơ hội của mình. Người ta thường nói, quý nhân tất nhiên phải có mắt quý, tai quý, còn kẻ tiện nhân chỉ có thể có tai quý chứ không thể có mắt quý. Như vậy, cái quý của tướng tai chỉ phù trợ cho cái quý của mắt, tự nó không đủ để định quý tướng hoặc thọ tướng. Tuy nhiên, tướng tai lại đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định sự phú quý và thọ tướng của mũi. Tai được mệnh danh là thái tính quan trong ngũ tinh và là kim tinh của mộc tinh. Tai trái ví như mộc tinh, tai phải là kim tinh. Trong tứ độc thì tai còn gọi là giáng độc. Tai chủ về nghe ngóng nên cổ tướng học mệnh danh tai là thám thính quan.
Tai cũng được đặt tên là thông minh học đường, biểu thị sự khôn ngoan và tháo vát. Cũng vì tai dính vào đầu có một phần, còn một phần thì ở bề ngoài của khuôn mặt, nên trong học đường, thứ hai còn gọi là ngoại học đường. Đối với việc xem tướng tai, người ta thường dùng nghĩa bóng để chuyển sang nghĩa đen. Theo đường hướng đó, do ở chỗ tai được gọi là ngoại học đường nên còn có tên là biên đường. Ví dụ trong tướng học có câu biên đường giáng địa, phá tổ vô nghi. Tướng tai mà thấp xuống quá lĩnh vực của địa các, tức là hạ đình, chắc chắn là tướng phá tan tổ nghiệp. Mỗi người sinh ra sở hữu cho mình tướng tai khác nhau, không ai giống ai. Tướng tai không chỉ góp phần tạo nên đường nét tổng thể trên khuôn mặt mà còn đem lại vận khí may mắn cho người sở hữu. Dựa vào đặc điểm, hình dáng tướng tai mà bạn có thể đoán phần nào vào tính cách, vận mệnh của một người. Vậy tướng tai rơi của đàn ông, phụ nữ nói lên điều gì trong cuộc sống? Mời bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây. Đặc điểm nhận diện tướng tai rơi. Theo nhận định của một số người cho rằng, tướng tai rơi hơi kém sắc, mất cân đối hài hòa cho tổng thể gương mặt. Mọi khuyết điểm đều gây chú ý trong ánh nhìn của người đối diện. Theo nhân tướng học thì bất kỳ bạn là ai, nam hay nữ sở hữu tướng tai này có vận mệnh không may mắn, cuộc đời chịu nhiều cay đắng và vất vả, làm việc gì cũng gặp khó khăn, giáo cản. Để nhận biết tướng tai rơi khá dễ dàng, dưới đây là một số đặc điểm về tướng tai này. Vành tai khá to, cao và nhọn như ngọn lửa, đặc biệt phần dưới tai khá bé và mỏng. Thùy tai hơi mỏng và nhỏ so hơn với các tướng tai khác, song thùy tai này hơi vảnh ra đằng trước. Nhìn về tổng thể thì thấy tướng tai này khá kém sắc so với các tướng tai khác. Mặc dù tướng tai không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, nhưng nó đem lại nhiều vận khí không tốt cho bản mệnh. Bởi phần lớn người sở hữu tướng tai rơi có số phận luôn buồn hiu, chịu nhiều cay đắng trong cuộc sống. Tướng tai rơi đàn ông nói lên điều gì? Với người đàn ông sở hữu tướng tai rơi luôn có tính cách nóng nảy và vội vàng, luôn sống nguyên tắc và khuôn khổ, trước sau như một, chẳng ai có thể làm lung lay ý chí ban đầu. Và đặc biệt chàng trai có tướng tai này thì rất xem trọng cái tôi của bản thân, chẳng mấy khi chịu lắng nghe ý kiến của người khác, chỉ thích làm những điều theo ý mình. Đặc biệt tính cách của chàng trai này rất cố chấp và ngang bướng, thích khuyến khích vào người khác mà chẳng biết mình là ai. Thường tỏ ra vẻ đây là người tài giỏi thông minh, thích khuyên dạy người khác. Mặc dù chàng trai này có chút tài năng nhưng tính cách khác thường, lập dị với cộng đồng, với tính cố chấp nên chẳng đi được xa. Các mối quan hệ ngày càng xa cách, thậm chí còn bị đồng nghiệp lẫn bạn bè nói xấu sau lưng. Để vươn lên thành công cho tương lai, chàng trai có tướng tai này cần cố gắng nhiều hơn, thay đổi bản thân, đừng sân si tính toán với người khác. Hãy tập trung năng lượng để gặt hái được nhiều thành công cho bản thân. Đặc biệt với tính cách của chàng trai này thì khó kiếm được một mối lương duyên tốt đẹp. Dù khi chưa bắt đầu một mối quan hệ, người này luôn tìm hiểu nhưng chuyện tình cảm vẫn không đi được đến đâu. Tướng tai rơi phụ nữ nói lên ý nghĩa gì? Những cô gái sở hữu tướng tai rơi thường có một tính cách rất lập dị, bất thường. Tính cách sáng nắng chiếu mưa, thay đổi thất thường khiến người bên cạnh không hiểu nổi. Đặc biệt, lòng tự trọng của họ rất cao, thích thể hiện bản thân, lúc nào cũng cho mình là nhất. Mặc dù bản thân có chút tài năng nhưng khả năng nắm bắt tình hình không tốt nên con đường công danh cũng không may mắn lắm. Song đối với chuyện tình cảm yêu đương của người con gái tai rơi khá là lận đận, mặc dù dành trọn tình cảm cho đối phương nhưng kết quả vẫn không đi đến đâu. Bởi cô nàng yêu một cách nhanh chóng và vội vàng, người này dễ xung động với một chàng trai, chỉ cần hành động nhỏ của chàng trai mà trái tim cũng lung lay. Dựa vào tướng tai rơi mà bạn dự đoán được phần nào tính cách, vận mệnh của bản thân rồi phải không? Hãy nắm bắt cơ hội may mắn mà tiến hành dự định của bản thân. Mỗi người có tướng số, có một số phận riêng, thay vì oán trách bản mệnh thì hãy nên cố gắng và giành lấy điều tốt để làm cho mình. Nếu quý vị chưa được may mắn, xin hãy đặt cuộc hẹn gặp ngay thầy Gia Cát để được tư vấn cụ thể, giải quyết các vấn đề mà mình đang gặp phải. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật các thông tin bổ ích này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của chương trình.